Câu chuyện thành thật. Chuyện kể rằng trước đây có hai người bạn trẻ tuổi thân thiết, thường ngày đều đối xử tốt với nhau. Một người tên là Thông Minh, người còn lại tên là Thành Thật. Một ngày nọ, hai người bạn lên thuyền đi ngao du cùng nhau. Nhưng khi họ đang ngồi thuyền trên biển thì gặp phải một cơn bão to, gió lớn. Chiếc thuyền mà hai người đang đi đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Chiếc thuyền cứu nạn chỉ có một chỗ. Người thanh niên trẻ tuổi tên là Thông Minh vừa thấy tình hình không hay, liền nhanh chóng lên thuyền cứu nạn, đẩy người bạn xuống nước. Người thanh niên tên Thành Thật may mắn gặp tai nạn mà không chết. Anh ta bị sóng biển đẩy đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng. Thành Thật hoảng hốt, sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác, đành phải ngồi trên bờ cát chờ thuyền cứu viện. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên từ xa có một chiếc thuyền cùng với những bản nhạc vui nhộn đi tới. Thành Thật lập tức đứng dậy, nhìn về phía con thuyền đang mở nhạc và vô cùng mừng rỡ vì con thuyền đang tiến về phía hòn đảo hoang vu. Anh nhìn thấy trên chiếc thuyền có một lá cờ đề hai chữ sung sướng. Thành Thật vội gọi to: "Sung sướng, sung sướng, tôi là Thành Thật đây, anh hãy cứu tôi với." Sung sướng vừa nghe tiếng gọi thì liền đáp trả: "Không thể, không thể, nếu tôi mà có Thành Thật thì sẽ không thể sung sướng được đâu. Anh hãy nhìn xem trên thế giới này có biết bao nhiêu người bởi vì nói lời Thành Thật mà không được sung sướng, vui vẻ." Vừa dứt lời, sung sướng liền rẽ hướng khác mà đi. Một thời gian sau, một chiếc thuyền nhỏ gắn tên địa vị đi tới. Thành Thật vội gọi to: "Địa vị, địa vị, tôi là Thành Thật, anh có thể cho tôi về được không?" Địa vị vừa nghe, vội chèo thuyền ra xa và quay đầu nói: "Không được, không được, tôi không thể cho anh lên thuyền của tôi được. Địa vị của tôi đạt được không dễ dàng gì. Nếu như có anh thì tôi khó mà giữ vững được địa vị của mình." Thành Thật vô cùng thất vọng, nhìn địa vị rời đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu. Anh ta đành phải ngồi trên bờ cát nơi đảo hoang tiếp tục đợi chờ. Rất lâu sau, lại có một con thuyền nữa đi tới. Thành Thật vừa thấy con thuyền mang tên Cạnh Tranh đến liền hô lớn: "Cạnh Tranh, Cạnh Tranh, tôi là Thành Thật, anh có thể cho tôi lên thuyền của anh để về nhà được không?" Cũng như những con thuyền trước, Cạnh Tranh vừa nghe thấy vội vàng từ chối: "Anh đừng đem phiền toái đến cho tôi. Hiện giờ thế giới cạnh tranh khốc liệt như vậy, tôi nếu mà có anh thì sao cạnh tranh nổi với người ta đây?" Nói dứt lời, Cạnh Tranh lập tức rời đi. Một lúc sau, đột nhiên trên bầu trời những tia chớp và tiếng sấm sét nổi lên, cuồng phong cuồn cuộn thổi tới làm sóng biển dâng lên dữ dội. Thành Thật đang ở vào lúc tuyệt vọng nhất thì chợt nghe thấy một âm thanh vừa đôn hậu vừa thân thiết: "Cậu bé hãy lên thuyền đi." Thành Thật nhìn lên thì nhận ra đó chính là ông lão Thời Gian. Bèn hỏi: "Vì sao ông lại cứu tôi?" Ông lão Thời Gian mỉm cười đáp: "Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được Thành Thật là quan trọng." Ông lão Thời Gian mỉm cười đáp:
Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được thành thật là quan trọng đến mức nào. Trên hành trình trở về nhà, ông lão thời gian chỉ vào những con thuyền bị sóng đánh lật mà trên đó có chợ thông minh, sung sướng, địa vị, cạnh tranh, rồi trầm mặc nói: đã không còn thành thật thì thông minh sẽ chỉ làm hại chính mình, sung sướng sẽ không được lâu dài, địa vị chỉ là thứ giả tạo và cạnh tranh cũng sẽ thất bại mà thôi.